Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngày Mai Hôm nay theo lời đề nghị của quý vị khán giả Mình sẽ đi review kênh của Oppa Huy Idol Oppa Huy Idol là kênh youtube giải trí, hài hước, vui nhộn Là kênh trong top những kênh có lượt xem nhiều nhất Việt Nam Những video dài hay video ngắn thì đều ở những con số hàng triệu lượt xem các bạn nhé Ví dụ như những video mới nhất được anh đăng tải từ 3 ngày cho đến mấy ngày về trước cũng ở con mốc từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu lượt xem các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta đi vào xem thông tin của kênh. Kênh của anh hiện có 7,53 triệu người đăng ký và hiện có 1.140 video đã được anh đăng tải lên. Và tổng lượt xem mà kênh đem lại cho anh ở con mốc 13 tỷ 097 triệu 832.095 lượt xem các bạn nhé. Kênh thì được anh đăng ký tham gia vào ngày 5 tháng 6 năm 2009 và quốc gia đăng ký là tại Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào xem các thông tin về mức thu nhập mà kênh có thể đem lại cho anh. Đây là tất cả các con số đã được một trang web quốc tế thống kê chi tiết về lượt đăng ký mới, lượt xem của các video hay là doanh thu hàng năm mà kênh có thể đem lại cho anh. Và những con số này đã được thống kê chi tiết và công khai trên mạng mình chỉ dựa vào những con số có sẵn đó để phân tích cho mọi người hiểu được về cách thức mà YouTube muốn trả phí cho các nhà sáng tạo nội dung. Và hiện kênh của anh được đề xuất ở mức A. Với 30 ngày gần đây, kênh của anh có thêm 190.000 lượt đăng ký mới. Và với lượt đăng ký này thì kênh cũng vẫn đang bị giảm xuống mất 16,7%. Còn 7 ngày gần đây, kênh của anh có thêm khoảng 60.000 lượt đăng ký mới các bạn nhé. Số lượt đăng ký rất là cao. 30 ngày gần đây kênh của anh có 414 triệu 150 nghìn lượt xem mới các bạn nhé Với số lượt xem nhiều như vậy nhưng kênh của anh vẫn đang bị giảm mất khoảng 17,6% Và 7 ngày gần đây kênh của anh có 114 triệu 997 nghìn 361 lượt xem Còn đây là mức doanh thu hàng năm mà kênh có thể đem lại cho anh ở Con số dao động từ 1 triệu 200 nghìn đô cho tới 19 triệu 900 nghìn đô các bạn nhé và phía dưới đây là tất cả các con số đã được thống kê chi tiết về lượt đăng ký mới theo từng video và từng ngày còn đây là lượt xem của các video đem lại theo từng ngày các bạn nhé còn đây là mức thu nhập mà các video đem lại cho anh theo ngày theo tuần và theo tháng để biết rõ hơn về mức thu nhập hàng tuần hàng tháng hàng năm thì chúng ta cùng mở máy tính này bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử một tuần trước thì một tuần kênh của anh có 114 triệu 997 361 lượt xem chúng ta sẽ chia cho 1.000 nhân với hệ số tham chiếu quy đổi tại Việt Nam là 0,65 vậy 7 ngày gần đây với lượt xem hơn 100 triệu lượt xem thì kênh của anh có doanh thu vào khoảng 74.748,2 đô la các bạn nhé chúng ta sẽ nhận giá đô la là 24.000 vậy 7 ngày gần đây với lượt xem nhiều như vậy kênh của anh có doanh thu vào khoảng 1 tỷ 793 triệu 958.000 các bạn ạ còn bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử 30 ngày gần đây kênh của anh có doanh thu bao nhiêu chúng ta sẽ lấy 414 triệu 150 nghìn chúng ta sẽ chia cho 1 nghìn nhân với hệ số quy đổi tại Việt Nam là 0,65 chúng ta sẽ nhân với giá đô la là 24 nghìn như vậy một tháng tức là 30 ngày gần đây với lượt xem là hơn 400 triệu lượt xem thì kênh của anh có doanh thu vào khoảng 6 tỷ 460 triệu 740 nghìn các bạn ạ còn bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử về mức trung bình hàng năm mà kênh có thể đem lại. Chúng ta sẽ lấy 1 triệu 200 nghìn đô cộng với 19 triệu 900 nghìn đô. Chúng ta sẽ chia cho hai Như vậy một năm kênh của anh có doanh thu vào khoảng 10 triệu 550 nghìn đô các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhân với lại giá đô la là 24 nghìn. Như vậy kênh của anh có doanh thu khá là cao khoảng vào 253 tỷ 200 triệu các bạn nhé. Và các bạn nên nhớ là với cái con số mà thu nhập mà hàng năm kênh có thể đem lại con số này là chúng ta chỉ để tham khảo thôi. Bởi vì nó có sự chênh lệch dao động rất là cao từ 1 triệu 200 nghìn đô cho tới 19 triệu 900 nghìn đô các bạn ạ. Với con mốc 1 triệu 200 nghìn đô hoàn toàn là thu nhập được các bạn nhé. Và tất cả những cái con số này là chưa có bao trừ các khoản phí thuế của YouTube các bạn nhé. Mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng của kênh thì sẽ không cố định ở một cái con số cụ thể nào cả các bạn ạ mà có thể tháng này rất là cao ngược lại tháng sau có thể cũng rất là thấp thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các lượt xem cũng như là lượt tương tác với các trang quảng cáo và số lượng các video quảng cáo đó và cũng phụ thuộc vào lượt xem của từng vùng lãnh thổ các bạn nhé như vậy là mình đã review xong kênh Oppa Huy Idol các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn muốn mình review kênh nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu và review kênh Green Forest Line các bạn nhé. Như lời giới thiệu trong kênh anh có viết: "Chào mọi người, tôi là Robert. Tôi sống ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Thông qua các video cũng như cuộc sống đời thường của tôi sẽ mang đến cho các bạn về kỹ năng sinh tồn trong rừng." tìm thức ăn và nấu ăn cách bảo quản thực phẩm cách trồng và thu hoạch cây trồng và làm một ngôi nhà cách nuôi lợn gà vân vân còn bây giờ chúng ta đi xem các thông tin về kênh hiện kênh của anh có 701.000 người đăng ký và có 414 video và kênh có tổng lượt xem là 282.543.531 được xem các bạn nhé và kênh thì được anh đăng ký tham gia vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 và quốc gia đăng ký là tại Hoa Kỳ để biết rõ hơn về mức thu nhập của kênh thì chúng ta cùng đi vào xem các thông tin số liệu và kênh có thể đem doanh thu về là bao nhiêu đây mình đã vào trong kênh của Green Fred Night thì uh, đây là tất cả các con số đã được một trang web quốc tế thống kê chi tiết và đã được công khai ở trên mạng và mình dựa vào các con số có sẵn đây để phân tích và giải thích cho mọi người hiểu được về cách thức mà YouTube trả phí cho các nhà sáng tạo nội dung các bạn nhé. Và hiện kênh của anh được đề xuất ở mức B. Với 30 ngày gần đây, kênh của anh có thêm 18.000 lượt đăng ký mới. Với số lượt đăng ký này thì kênh cũng đang bị giảm mất 14,3% các bạn ạ. Và 7 ngày gần đây, kênh của anh có thêm 4.000 lượt đăng ký mới. Với 30 ngày gần đây, kênh của anh có thêm 9.157.000 lượt xem các bạn nhé. Thì với lượt xem này thì kênh cũng đang bị giảm mất 6,3%. Còn 7 ngày gần đây kênh của anh có thêm 1 triệu 872.946 lượt xem mới. Còn đây là con số thu nhập mà hàng năm kênh có thể đem lại cho anh. ở Con số dao động từ 27.500 đô cho tới 439.500 đô các bạn ạ. Còn phía dưới đây là tất cả các con số đã được thống kê chi tiết hơn về như lượt đăng ký mới của kênh theo từng video, theo từng ngày các bạn nhé. Còn đây là lượt xem mà các video đem lại cho kênh Còn đây là mức thu nhập hàng ngày mà video có thể đem lại cho kênh theo ngày theo tuần và theo tháng để biết rõ hơn về mức thu nhập hàng tuần hàng tháng và hàng năm mà kênh có thể đem lại là bao nhiêu thì chúng ta cùng mở máy tính nhé thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử một tuần trước một tuần kênh của anh có 1 triệu 872.946 lượt xem chúng ta sẽ chia cho 1.000 và chúng ta sẽ nhân với nệ số quy đổi rvm tại Việt Nam từ 0,3 cho tới 0,65 đô la trên 1.000 lượt xem các bạn nhé thì chúng ta sẽ nhân với 0,65 vậy với lượt xem sắp xỉ 2 triệu trên một tuần thì uh, kênh của anh có doanh thu vào khoảng 1.217,41 đô la thì chúng ta sẽ nhân giá đô la là 24.000 hiện tại giá đô la bây giờ vào khoảng hơn 25.000 nhưng mà mình trước giờ mình cứ tính 24.000 thì mình cứ tính ở cái con vóc này thôi Như vậy gần 2 triệu lượt xem trên 7 ngày gần đây Thì kênh của anh có doanh thu vào khoảng 29.217.000 các bạn nhé Bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử 30 ngày gần đây với lượt xem tới hơn 9 triệu lượt xem Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy 9.157.000 Sẽ chia cho 1.000 nhân với hệ số quy đổi tại Việt Nam là 0.65 và nhân giá đô la là 24.000 như vậy 30 ngày gần đây với lượt xem mà kênh đem lại cho anh vào con số hơn 9 triệu lượt xem thì doanh thu của anh vào khoảng 142 triệu 849.000 các bạn nhé và bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử thu nhập hàng năm mà kênh có thể đem lại ở con mốc bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy 27.500 đô cộng với lại 439.500 đô chúng ta sẽ chia cho 2 và nhân với lại giá đô la là 24.000 như vậy thu nhập hàng năm mà kênh có thể đem lại cho anh vào con số khoảng 5 tỷ 604 triệu các bạn nhé doanh thu hàng năm có sự chênh lệch khá là cao thu nhập hàng năm của anh không ở cái con mốc này đâu các bạn ạ mức thu nhập của kênh thì sẽ không cố định ở một con số cụ thể nào cả các bạn ạ mà nó có thể tháng này thấp hoặc tháng sau rất là cao thì điều đó còn phụ thuộc vào lượt xem và đặc biệt là phụ thuộc vào lượt tương tác với các trang quảng cáo cũng như là số lượng các video quảng cáo và thời lượng của các video đó các bạn nhé như vậy là mình đã review xong kênh Green Forest Ride các bạn thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn muốn mình review kênh nào thì hãy để lại bình luận phía dưới và các bạn nên nhớ này mình cũng nhắc rất là nhiều các bạn muốn mình làm kênh nào thì hãy ghi rõ tên kênh ra giúp mình còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.